Loa karaoke luôn được xem là trái tim vàng của dàn karaoke. Nhưng việc chọn dòng loa thỏa nhu cầu chơi nhạc thì thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Ít có dòng loa nào vừa chơi tốt nhiều thể loại nhạc cùng lúc, chơi nhạc đen ấn tượng, sôi động, nhưng chơi nhạc trữ tình, phiêu lãng, nhẹ nhàng, chi tiết. Hãy cùng Vidia khám phá những lợi ích và tính năng mà chiếc loa có thể mang lại cho anh em nhà mình nhé. Đầu tiên, âm thanh ra loa vang khắp không gian. Với công suất lớn cùng chịu kháng cao giúp cho âm thanh phủ đầy và mạnh mẽ, ở bất cứ góc nào trong không gian cũng đều cảm nhận rõ rệt từng chi tiết âm thanh. Hơn nữa, cách lắp đặt và bố trí loa đúng cách cũng giúp cho âm thanh tản ra tốt hơn. Thứ hai, hỗ trợ giọng hát chuẩn như diva chuyên nghiệp. Cặp loa karaoke tốt và chất lượng sẽ mang đến khả năng trình diễn khá ấn tượng khi cung cấp dải trầm mạnh mẽ, sâu và chắc. Củ loa chép độc quyền nên các dải âm cao cũng được tái tạo rất chuẩn xác. Âm chép chi tiết và tươi sáng tái hiện giọng ca rõ ràng và chân thật. Với hệ thống âm thanh giúp cải thiện giọng ca, người dùng sẽ không phải lo lắng vì giọng hát yếu và hụt hơi. Màng lưới loa có cấu tạo đặc biệt với đường kính lớn kết hợp cùng với miếng xốp bọt biển bên trong có khả năng ngăn bụi, nước, đồng thời hỗ trợ loại bỏ các tạp âm, đặc biệt còn giúp loa hạn chế rè và vỡ tiếng. Thứ ba, hệ thống loa hai đường tiếng cho âm thanh chất và không thể chê. Với dòng loa hai đường tiếng cao cấp được trang bị mic có dải tần âm rộng và loa chép tần số cao mang đến chất âm chuyên nghiệp, những dòng loa giá cao dễ dàng chinh phục mọi thể loại nhạc từ trữ tình, bolero nhẹ nhàng, jazz diết cho đến nhạc hiện đại sôi động, mạnh mẽ với âm bass sâu không cần loa súp, phù hợp với dàn karaoke gia đình và kinh doanh. Thứ tư, chơi nhạc ổn định 24/24 với mạch chống cháy, tích hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến bên trong giúp loa có thể hoạt động liên tục mà không làm ảnh hưởng đến chất âm. Khi hoạt động ở cường độ cao, loa vẫn không có hiện tượng bị rè tiếng hoặc bị biến dạng âm thanh, giọng ca phát ra vẫn trọn vẹn từng ca từ. Và cuối cùng, hỗ trợ giải trí đa phương tiện, không chỉ dừng lại ở việc hát karaoke mà còn có thể dùng loa để xem phim với âm thanh sống động không thua gì ở rạp. Những dòng loa cao cấp cảm giác feel cùng nhân vật trong phim, những âm thanh trong phim hành động sẽ cực ngầu và gay cấn, phim gia đình thì vui và tươi ấm.